Rồi xin chào quý anh chị em nha. Thì cái máy này bây giờ bắt đầu giao về Lâm Đồng cho khách nha anh em. Máy phải đổi dưỡng hoàn chỉnh luôn. Đây, DC70G. Quá đẹp. Rồi xong máy này nha, em xin cảm ơn em rất là nhiều luôn nha. Rồi thì mới vừa xong hợp đồng một cái máy DC70 nha em. Rồi chụp khách. Đây một con 70G, để cái bờ lút chứ này mới vừa tối để kiểm tra máy cho khách xong rồi bàn giao. Rồi hôm nay máy này thì em bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng nha, đang mới sáng sớm đem xuống mở ra đây ha. Rồi hôm nay em bắt đầu mở hộp số con máy này ra để kiểm tra nha nè. Đây rồi, hôm nay anh em đang bảo dưỡng xong rồi ha, giờ đang ráp đồ vô đây. Rồi xin chào anh em, bữa nay cái máy này bắt đầu giao đi Lâm Đồng. Máy em đã làm bảo dưỡng xong hết luôn rồi. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây bên em dễ nhận diện nha.